Xin chào các bạn, xin chào các khán giả đang theo dõi chương trình live stream của Bệnh viện Thẩm mỹ Gang Nam. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một ca phẫu thuật cắt mí trên plasma ở người phụ nữ trung tuổi nhé. Chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng một chút cái hình ảnh trước khi làm. Nào, các bạn nhìn thế này một chút này. Cái khách hàng này thực sự thì nếu mà nói về phân tích về chuyên đề chuyên môn ấy, thì cái nếp mí này nó quá là nhỏ, cái lượng da thừa bạn thấy nó rất là nhiều, nó che phủ. Đấy, che phủ từ phần đây cho đến phần đuôi mắt, da thừa rất nhiều. Cái thứ hai là mà theo cái lão hóa của tuổi già thì bắt đầu là cái phần mô mỡ này nó cũng teo đi. Đấy, nó thiếu đi, nên mà trông cái mắt nó có vẻ hơi trũng nhẹ một chút xíu, nhìn cảm giác hơi buồn. Rồi, nhìn cái mắt nó rất là buồn. Và cái thứ hai là cái khách hàng nhiều tuổi, nhiều da trúng này thì mình không bao giờ có chỉ định bấm mí, mà mình phải cắt mí là chỉ định tuyệt đối, là để loại bỏ đi một lượng da và cái lượng mô đi. Đấy, thì để cái mắt nó mới, cái lớp mí nó mới lớn lên được và mang lại cái sự trẻ trung cho đôi mắt được. Đấy, thì đây, sau khi chúng đây các bạn xem một chút xíu về cái lượng da chúng tôi đã phải cắt. Đó, đây là hai cái lượng da chúng tôi cắt đi, và đây là một cái lượng cơ vòng mi mà tôi phải cắt theo da. Đặc biệt ở khách hàng này chúng ta không được phép lấy mỡ, vì mắt của khách hàng nó đã có biểu hiện trũng nhẹ, thì mình mà lấy mỡ đi nữa thì cái phần này nó trông nó sẽ càng chị mở to mắt. Đây là kết quả đó, vừa mới phẫu thuật xong luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy nếp mí chúng tôi đã tạo, bây giờ có vẻ nó hơi sưng một chút nhưng không sao. Đấy, cái nếp mí nó chạy từ trong ra ngoài đó, cái đường mí nó bao giờ nó cũng phải hơi vuốt lên một đá lên một chút, và nó song song với cả cái bờ mí. Mục đích mà bác sĩ đưa cái đuôi mắt lên để cảm giác cái đôi mắt này nó không bị buồn nữa, đúng không? Đúng rồi, cái đuôi mắt bạn thấy chúng tôi đã xử lý, quan trọng nhất là cái phần đuôi mắt rồi, nó không còn bị sệ nữa. Rất khó, với việc xử lý đôi mắt nó rất là khó. Ok, dạ. Đó, chị mở to. Đó, mắt này hiện tại vừa mới làm nên là hơi sưng, thì sau khoảng tầm 5 ngày khi mà nó hết sưng rồi kết quả còn đẹp hơn, đúng không ạ? Đúng rồi, chỉ dạ, sau khoảng độ 5 ngày đến 7 ngày thôi. Xin bác sĩ cho biết là cái công nghệ cắt mí plasma bây giờ nó có tiên tiến gì hơn với những cái công nghệ cắt mí cổ điển ngày xưa ạ? À, đúng rồi, một công nghệ rất mới ở Gang Nam. Bởi vì sao công nghệ plasma là khi chúng tôi có sử dụng trong phẫu thuật, sử dụng cái tia plasma ấy, thì làm gì? Để hạn chế cái quá trình chảy máu, đặc biệt là quá trình chảy máu. Thế thì dẫn đến là gì? Sau khi cắt xong mắt không bị bầm dập, gần như là không bị bầm. Đấy, và cái thứ hai nữa là cái quá trình sưng nó cũng theo đó mà nó hạn chế đi. Dạ, đấy là cái ưu điểm tuyệt đối nhất ở trong cái công nghệ plasma để thẩm mỹ Gang Nam chúng tôi. Đấy, các bạn có thể thấy mắt cũng hơi sưng, với thể này cũng hơi sưng một chút thôi, nhưng mà gần như nó không có bầm dập gì. Đối với những người chắc lớn tuổi thì có thể là cái lượng sưng nhiều hơn so với những bạn trẻ, đúng không ạ? À, đúng rồi, bởi vì sao? À, các bạn trẻ thì các cái mô, các cái tổ chức da nó rất là săn chắc. Và còn các cô lớn tuổi một chút thì bắt đầu là cái mô nó lỏng lẻo hơn. Khi cái mô lỏng lẻo, cái độ đàn hồi da nó kém thì cái quá trình sưng bao giờ nó cũng sẽ hơn các bạn trẻ, vì cái độ đàn hồi da nó tốt hơn. Nên là cô này hơi lớn tuổi nên là cái lượng bầm nó cũng sẽ nhiều hơn so với những khách hàng lúc trước mà bên Gang Nam đã có quay live stream về dịch vụ cắt mí plasma. Dạ rồi, cô có thể xem gương lại một lần nữa cái kết quả mà bác sĩ 24 triệu vừa mới làm ra cho mình. Dạ, mình có hài lòng không ạ? Okay, là không có bầm. Vâng. Dạ, gần như là không có bầm. Không có bầm tí gì. Dạ. Hiện tại giờ cái mô bên trên này là do mình phẫu thuật phía sau, nên nó sẽ hơi sưng hơn cái bên này một chút xíu. Dạ.